Rồi. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chuẩn bị test hàng leo hàng bẫy cá 2F cho anh em xem nha. Với một mấy hàng Jackstick NB270D mẫu mới nhất của Jackstick này, J346. Hiện tại đã có mặt tại máy móc Việt Nam và bán rất là nhiều trong thời điểm cuối năm á. Giờ mình sẽ cho nhờ anh em kỹ thuật thao tác hàng 2F bẫy cá cho anh em nha. Rồi vô anh em. Mình cũng để xem để coi. Máy ở chế độ hàng tổng hợp, hàng hộp 2F, hàng chạy cá luôn á anh em. Rồi, anh em nhìn qua nha, con máy hàng Jackstick Welcome 270D J346 này á, nó phù hợp cho mình hàng các bộ giày từ 7 ly, chuyên 7 ly và tích hợp cho anh em thợ từ hàng que chuyển qua hàng mít sử dụng lần đầu tiên không biết chỉnh thì có thể để ở chế độ hàng tổng hợp, máy sẽ tự động cân bằng hết tất cả các dòng hàng để anh em mình hàng cách dễ nhất. Máy có sở hữu chế độ hàng que nữa thì anh em mình không phải lo. Rồi. Anh em nhìn kỹ con máy nha. Đây là mã của máy hàng Jackstick Welcome NB270D J346, có các chế độ hàng 2T4T, ví dụ chế độ mít MMA, 2T4T này, mít MMA này, CO2 và khí trộn thành công á. Khi mà hàng sắt mình sử dụng CO2, còn nếu mà muốn hàng thành công tổng hợp này cũng được, thì muốn hàng nó sáng hơn. Mà hàng inox thì mình chuyển qua chế độ này luôn. Hàng inox dây 0.811 ly, còn cái độ đẩy dây thôi. Con này là cho anh em thợ mình mới biết hàng, chưa có muốn điều chỉnh, chưa có điều chỉnh được kịp quen thì có thể sử dụng chế độ này, là có thể tự điều chỉnh luôn. Ví dụ nha, đó, điều chỉnh A là nó sẽ lên hết luôn. Anh em thấy không, đó, nó tự đồng bộ hết. Đây là dòng mới nhất cho anh em. Lý do tại sao mà các tư liệu về mấy hàng mít á thường hay ít hơn, tại vì nó rất là khó để anh em mình biết được là nó làm cái gì. Và các thông số chuẩn thì anh em đa số nghe là con máy hàng đó nó hàng như vậy, hàng độ dày 10 ly 11 ly gì đó, nhưng mà thật sự á, nếu mà đạt được các thông số chuẩn thì những con như thế này mới đạt được có 7 ly thôi, nếu gọi là để chụp chiếu đó. Như con này 7 ly này, các đạt được tất cả các độ ngấu cao. Máy có sử dụng quạt thông minh nha, tiết kiệm điện. Anh em thấy không? Máy có cho 3 chế độ dòng điện, đó là 1 pha 220, 1 pha 380 và 3 pha 380V luôn. Anh em nào đang có nhu cầu quan tâm về các dòng máy hàng cũng như các nhà xưởng đang có nhu cầu chuyển đổi qua các dòng máy cơ khí thì có thể liên hệ trực tiếp với máy móc Việt Nam để bên mình nhờ đội ngũ kỹ thuật chuyển giao cho anh em các dòng máy của bên mình nha. Bên mình chuyên về Jackstick, Rì Lăng, Hồng Ký và Protest luôn. Có mấy dòng máy lớn thì bên mình đầy đủ nha. Xem qua tổng hợp con máy thêm lần nữa nha anh em. Chào
anh em nha.